Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với lại kênh bán hàng của em. Thì hôm nay em lên video ha. Video ngày hôm nay thì em có được cái mấy cái lưỡi đề ba về á, nó cũng còn khá mới á, mà không có cán ha. Với lại được mấy cây đề ba, hôm nay đề ba hơi nhiều nha. Rồi, bây giờ em vô mã đầu tiên ha. Đây là mã đầu tiên ha. Đây là một con Santoku. Con này mọi người thấy gì không? Lâu lắm em mới có một con ha. Này là con Kia nha mọi người. Con Kia và sử dụng thép là H3B nha. Và độ cứng của nó tới 65HRC nha. Và rất là cứng nha. Em mài cũng chua lắm nha. Này mọi người nhìn nha. Con này nó sử dụng ốp full tang nha mọi người. Nhưng mà mọi người nên về mod lại đi, mod lại thành cái cán khác, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Và cái con này thì cái thép nó cực kỳ tốt luôn nha mọi người. Này. Còn rất là đẹp ha. Lưỡi 17 bản rộng 4.1 và độ dày của nó là 2 ly và mã số 1 này em bán 780 nha. Lâu lâu mới có một con nha. Kia sử dụng thép HAP nha. Thì mọi người có thể lên Google tra cho nó dễ ha. Chứ em không có nói rõ hết. Thì cứ bây giờ trên Google nó cái gì nó cũng có hết. Mọi người cứ tra cái thép này nó ra ha. Rồi, mã số 1 em bán 780 ha. Số 2 đây là một con của con này là con kia là Santoku luôn nha mọi người. Nhưng mà nó to lắm nha. Của Galaxy nha mọi người. Galaxy nha. Đây. Cũng còn nó hơi cái logo nó hơi mờ nhưng mà cái mấy cái đường halo của nó trong dính nó còn rất là nhiều đẹp nha mọi người. Con này cũng móc full tang nha mọi người, ba chốt ha, khá đẹp ha. Lưỡi là 18, bản rộng 4.8 và độ dày của nó là 2 ly và mã số 2 này bán 550 nha. Galaxy nha, con này khá đẹp luôn á nha. Nó chỉ bị mờ hơi logo tí xíu đây thôi ha. Rồi 550. Số 3 ha, đây là một con Kia, này có mấy con cũng khá đẹp Kia nè mọi người. Và con này đây Kia nè. Buffalo sử dụng thép Buffalo nè. Santa Siêu Super SUB chứ lộn phải Super. Sub Zero nè mọi người. Đây, khâu đúc nè mọi người. Dòng này xài cực kỳ ngon và thép không rỉ nè mọi người. Giữ bén cũng khá tốt. Giá mới cũng nó cũng hơi mắc nha. Em có tra rồi ha. Và cái con này á, em có hai con nha. Một con là cán nhựa và một con là cán gỗ nha mọi người. Nó có hai dòng nha mọi người. Con này thì cán nhựa ha. Con này có thể em nghĩ là đời sau của nó cho nên làm cán nhựa ha. Và bên đây nó có một cái dãy số nữa nha mọi người. Dãy số nữa. Dãy số hơi nhỏ đây. Khá đẹp ha. Lưỡi là 18, bản rộng 4.3 và độ dày nó cũng là 2 ly và mã số 3 này bán 700 ha. Số 4, đây là một con dao đứt. Dao đứt hai hình người. Cái ở trên logo nó có hình hai hình người trên cán luôn nha mọi người. Cán thì cán này là cán nhựa nha, nhựa tổng hợp của nó nhựa. Em thấy nó để trên thông số trên Google trên web á là cái nhựa của nó này nó bền hơn gỗ luôn nha mọi người. Cho nên sau này hầu như em thấy dao đứt của nó làm hay làm cán nhựa tổng hợp lắm nha, cực kỳ bền luôn nha. Chống nước bền theo thời gian luôn. Đây, khâu đúc luôn nha. Và dòng này là dòng Twin nha mọi người. Đây. Nó là Twin Draw. Đó, mọi người xem ha. Đây, logo đầy đủ ha. Đây, mặt bên đây cũng khá đẹp nha. Lưỡi con này là 16, bản rộng 4 và độ dày nó là 2 ly nha. Và mã số 4 này bán 450 cho con dao đứt này nha. Số 5, đây là cũng một con dao đứt luôn. Thì dòng này là dòng đầu của nó nè. Này là cán, này là cũng cán nhựa nha mọi người. Cán nhựa nha. Khâu này cũng khá đẹp luôn nè. Đây, chữ nó bên đây nha. Đây. Mọi người nhìn nha. Con này thì đặc biệt của nó là cái cán, ngay góc cán của nó dày lắm nha mọi người. Và mỏng gì trên mũi ha. Lưỡi nó tới 20 nha. Dòng này dòng chép và kia là Gilto ha. Và bán rộng của nó là 4 và độ dày góc cán nó là 4 ly luôn. Còn khá đẹp luôn. Cán nó cũng khá đẹp luôn. Này, mới lắm nha. Chữ bên đây nha. Và mã số 5 em bán 490 nha. Số 6, hôm nay có một con Hirotomo nữa nha mọi người. Đây, và con này là con Santoku nha. Santoku nha, còn khá đẹp luôn. Nhưng mà tiếc cái con này không biết sao nó làm cái nhựa nha mọi người. Đây, mọi người nhìn nha. Lỗi nó đây nha mọi người. Thép khá cứng lắm nha. Nó còn mới như vậy á, cho nên em không có làm gì, em chỉ có đánh bóng thôi. Nè, mọi người nhìn nha. Cán nó cán nhựa nha, khâu là khâu nhựa ha. Lưỡi là 17, bán rộng 4.5 và độ dày của nó là 3 ly gốc cán, mỏng dày trên mũi còn khoảng 1 ly ha. Và mã số 6 này em bán 600 nha. Số 7, đây là một con Santoku. Con này thì thép 3 lớp, mà lỗi thì lỗi không rỉ luôn.
Thì con này thì em nói chung là nó bị bilingual nha, cho nên em không có thể tra được. Nhưng mà cái độ hoàn thiện của nó cực kỳ cao nha. Và cái khâu này là khâu đúc luôn, cán là cán gỗ, nó màu hồng luôn nha mọi người. Nè, màu đỏ đỏ nè. Khá đẹp nha, không có bị hở gì hết luôn. Và đặc biệt cái con này nó ba lớp, nhưng mà nó làm cái góc cán của nó rất là dày nha, dày tới 3,5 ly và mỏng gì trên mũi nha. Thì thép này không rỉ luôn nha, nó chỉ có tiếng cái là nó bay logo nha, em không biết tra được thép gì, không rỉ luôn. Thì chỉ có thể là VG với lại dòng cao cấp hơn thôi, nhưng mà theo em biết thì chắc có thể là cao hơn VG luôn nha. Rồi lưỡi 18 nha, con này Santoku lưỡi 18 bản rộng 4 và độ dày của nó là 3.5 nha. Và mã số 7 này em bán 650, do nó không có logo ha, chứ nếu mà có logo tra được thì khá ngon ha. Con này là mọi người nhìn nè, câu đúc nè, khá đẹp nha, dày lắm nha, dày 3,5 ly luôn. Số 7 650. Rồi tên Nakari ha. Số 8 đây là một con Nakari 3 lớp nè mọi người, chữ nó đây nha mọi người. Và cái ốp trên đây là cái phần này chống dính của nó nha. Chưa không có em để nguyên nó vậy nha, của nó vậy nha. Khâu này là khâu nhựa nha, cái phần ở dưới đây của nó thì em thấy nước hơi vô, em sẽ vô keo chống nước cho mọi người nha. Cán của nó cũng còn đẹp nha, ở dưới cán của nó còn đẹp luôn. Đây 3 lớp nè mọi người. Con này 3 lớp. Lưỡi 16 bán rộng 5 và độ dày nó là 4 ly góc cán nha mọi người. Và mã số 8 này bán 330. Quên nó đưa lại chữ cho mọi người xem nha. Nè, một dọc chữ luôn. 330 nha, mã số 8 330, lưỡi 16 bán rộng 5 và độ dày 4 ly ha. Mã số 9 cũng một con Nakari luôn, con 3 lớp luôn. Con này khâu nhựa nhưng mà cán con này là còn đẹp lắm nha mọi người, không có nước vô nha. Nó có chữ bên đây. Chữ chữ bên đây khắc hơi nhiều nha mọi người, 3 lớp luôn nha. Nước ram đen vẫn còn luôn nha, con này còn được ram đen zin luôn nha mọi người. Ở bên này em để nó hơi bị ém mắm, cái này em đánh bóng là đánh cái là cái máy đánh là nó bay ra nha mọi người, nó hơi mắm thôi. Rồi lưỡi 16 bán rộng 5.2 và độ dày của nó là 5 ly góc cán và mỏng dày trên mũi là còn 1 ly ha. Thông thường Nakari nó hay rèn ở góc cán của nó dày lắm và mỏng dày trên mũi ha, để nó cầm cho sự cân nặng độ độ bằng nha nè mọi người. Và mã số 9 này em bán giá 400 ha. Số 10, đây là một con Nakari luôn, con này cũng ba lớp nha. Và con này thì em thấy nó kháng rỉ khá tốt nè mọi người. Em để bây giờ nó em thấy nó kháng rỉ khá tốt luôn nha, cũng còn rất là đẹp luôn. Cán của nó đây, ở dưới đây thì nó có hơi chút chút nước vô nghe thôi, nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì, nhưng mà em cũng sẽ vô keo cho mọi người ha. Lưỡi là 16, bán rộng 5.2 và độ dày của nó là 3,5 ly nha mọi người. Mỏng gì trên mũi còn 1 ly. Chữ nó bên đây nha, còn khá đẹp luôn. Mã số 10 350 nha. 11, đây là dòng Betty của Global nha, nay có mấy con Betty Global nha. Và dòng này là dòng kỷ niệm nha mọi người, mua mấy con này về sưu tầm được rồi nha. Đây, kỷ niệm của nó nha, kỷ niệm Global nha mọi người. Đây, 35 năm, 1985 đến năm 2020. Đây, có hai mặt logo bên đây luôn nha. Bên mặt logo là kỷ niệm, mặt logo này của nó nè. Con này là ký hiệu của nó là GS109 nha, còn rất là đẹp luôn. Lưỡi 12,5, bản rộng 3.4 và độ dày của nó là 2 ly, mã số 11 này bán 390 nha. Số 12, dòng này thì một con Betty Halo, nó giống như Santoku á, nhưng mà nó là nhỏ thì em kêu Betty nha. Nhưng có Halo chống dính luôn nha mọi người. Cái này cắt gọt trái cây là cực kỳ ngon luôn, không rỉ nữa. Và dòng này có thể là dòng Ucon nha mọi người, tại vì nó dập logo với dưới cán nào, cái cán cầm của nó như vậy nha. Đây, mọi người nhìn nha, không có logo hơi tiếc ha, còn đẹp quá. Lưỡi 12,5, bản rộng 3.3 và độ dày nó là 2 ly, mã số 12 này bán 300 ha. 13 ha. Đây là một con Betty nhỏ luôn. Con này nó chỉ có 8 xăng thôi, nhưng mà bù lại nó đúc nguyên cây nha mọi người. Con này cho mọi người đi câu, đi đâu đi câu cá hay đi phượt là cực kỳ ngon nha. Nhất là em thấy nhất là đi câu cá nha, cắt dây nhợ với lại lóc ấy cá nó cũng rất là tiện, tại vì nó ngắn nhỏ và nó rất là dày nha mọi người. Dày cứng lắm nha mọi người. Đúc nguyên cây nữa nha, cầm rất là đầm luôn. Lưỡi 8 bán rộng 2 và độ dày góc cán là 3 ly nha. Mỏng gì trên mũi cũng còn 2 ly luôn á. Nó dày 3 ly nhưng mà mỏng trên mũi còn 2 ly chứ không phải là 1 ly ha. Mã số 13 bán 290. Quên nữa logo đây. Đó. Ok. 14, 14 đây là con Betty nè, Betty Global. Và dòng này em thấy là dòng classic á, dòng G á, đây, để đây, GS36 ha. Đây. Mình nhìn nha. Rồi trái cây là bao ngon ha. Lưỡi là 10,5, bản rộng 2 và độ dày của nó là 1,5 ly nha. Và mã số 4 là bán 250. Rồi. Giờ tới dàn trên đề 3 nha. Đề 3, đây là một cái này kêu là đề 3 hay là
đề ba cũng được mà kêu là giao lóc cũng được nha, tại vì cái dáng của nó như vậy nha mọi người. Em cái dáng của nó như vậy nha, em chỉ có cái phần mod, cái phần thêm, cái phần khúc đây thôi, còn dáng này vậy nha. Lưỡi khá đẹp nha mọi người, nè mọi người nhìn lưỡi còn rất là đẹp luôn nha. Đây chữ nó đây ha, hai mặt chữ luôn nha mọi người, hai mặt chữ mặt sau nó cũng rất là đẹp. Và con này em đã mod lại cái cán nha mọi người, làm lại cái cán khác, cái cán không khâu nha. Em thấy mấy cái cán không khâu rất là hợp với đề ba nha mọi người, nên mọi người nếu mà vô về vô cán mà đề ba đó, mọi người nên mua những cái cán dao này em có bán nè. Đây khá đẹp nha. Cái con này ấy, em nói thiệt chứ mọi người về lóc cũng được nè, lóc cực kỳ ngon luôn, Garasuki luôn, người ra nó rất là dày nha. Này mà chữ rất chữ nè, hai mặt chữ nè, mà nó dày lưỡi nè mọi người nhìn cực kỳ đẹp luôn ha, thẳng bằng thẳng tắp luôn. Lưỡi là 18,5 lận nha, bản rộng 4.5 và độ dày của nó là 7 ly, và mã số 15 này em bán 770 nha. 16, đây là một con đề 3 của hãng Masamoto nha mọi người. Đây có logo, đây có chữ Moto dưới đây, nó hơi bị mờ nửa chữ nha mọi người, nó còn cái nét bên đây thôi. Đây, mọi người nhìn nha. Rồi đây, mặt nó con này thì nó dập logo mặt sau ha, chữ nè, lưỡi nó đây. Em đục em và quên nữa, đây là khâu sừng nha mọi người, cán chữ D và khâu sừng nha, tại vì ai chốt thì em mới vô keo nha, chứ chưa chốt thì em không có vô keo, tại vì sợ để lâu quá nó hơi bị rỉ, mình không có vô keo, mình rút ra mình vệ sinh mình bóng lại nó được ha, đỡ hơn. Còn mình xài á, thì mình vô keo và mình xài thường xuyên thì nó ok hơn. Lưỡi là 18 nha, con cái con đề ba của Masam lưỡi 18 nha. Và quên nữa giới thiệu sơ cái là Masamoto thì em nghĩ chắc rất là nhiều anh em rành lắm rồi, thì chỉ cần giới thiệu sơ, nó sử dụng thép giấy trắng số 2 ha. Này, mọi người nhìn kỹ ha, mặt sau nó cũng đẹp lắm nha. Cái phần này là phần trong cán, trong tan nha mọi người. Lưỡi 18, bản rộng 4.8 và độ dày của nó là 8 ly, và mã số 16 để em bán 1 triệu. 17 đây cũng là một con đề ba luôn, và con này cũng là thương hiệu nổi tiếng nha, Aritsugu ha, và cũng sử dụng thép giấy trắng nha mọi người. Và có hình như là thép giấy trắng số 2 á, Suro Agami số 2 ha. Lưỡi chữ nó đây nha, lưỡi nó đây nha, mặt sau nó đây, mặt sau nó đẹp luôn, cũng là khâu sừng nha, cán chữ D luôn, nhưng mà bị dán gặm ngay chút xíu ngay đây nha mọi người. Đây lưỡi là 17, con này ngắn hơn kia lưỡi 17, bản rộng 4.3 và độ dày nó là 7 ly. Thông thường á, em thấy em có rất hồi xưa giờ em bán của Aris rất là nhiều. Aris nó không làm cái bản nó to nha, rất ít nha, đa phần nó làm cái bản nó nhỏ nhỏ gì vậy nè, đó nó làm hai bản nó nhỏ nhỏ vậy thôi. Và lưỡi là 17, bản rộng 4.3 và độ dày của nó là 7 ly, và mã số 17 này em bán 850 nha, 850. Mã 18, đây là một con đề 3, con này còn khá đẹp luôn, cán nó còn tem trên cán luôn nè, nhưng mà khâu nhựa nha, này chữ nó đen nha mọi người. Con này cái bản to lắm nha, dòng này không biết cái dùng nào nó làm mấy con đề 3 căng to nè, nè mặt sau nó đẹp luôn nè, đó, lung linh và ruộng luôn. Được mấy con đề 3 đợt này về đề 3, có mấy con kia thì lưỡi không à, nhưng mà bù lại nó ít rỉ, chỉ cần đánh bóng sơ là nó đẹp à. Này chữ nó đây ha, con này là khâu nhựa nha mọi người, khâu nhựa. Lưỡi là 16, bản rộng 5 và độ dày của nó là gì, gốc cán là 7.5 ly á, nhưng mà em lấy 7 ly ha. Và mã số 18 này bán 550 nha cho con đề 3 này nha, lưỡi 16 mà còn rất là đẹp luôn, 550, cán còn tem luôn, 550. 19 đây là một con đề 3 luôn, con này là khâu thì nó là khâu inox còn đẹp luôn nè. Đây chữ nó đây nha, đây, chữ nó đây, một mặt chữ bên đây, lưỡi nó đây. Đây sao này em cầm tay vô nha mọi người đó, lấy cái khăn lau nè. Mấy cái này mình đánh bóng rồi á, mình cầm tay vô nó dễ bị ám nha, tại vì một phần tay mình cũng có mồ hôi á. Đây chữ nó đây nha, đó đưa gần như vậy cho mọi người xem chữ nè, nó có hai chữ nhỏ ở trên đây. Lưỡi con này là 17, bản rộng nó là 5 và độ dày của nó là 8 ly, và mã số 19 này em bán 600 nha. Nó lưỡi nó tới 17 nha, và bản rộng nó 5 và độ dày nó 8 ly, còn rất là đẹp luôn. Mã 19 600. Mã số 20 cũng là một con đề 3 luôn, thì ở trên còn đề 3 không nha mọi người. Này là khâu nhựa nha, không phải khâu inox, cán nó còn ok thôi. Không có dám nói cán đẹp ha, cán còn ok thôi. Chữ nó đây, con này thì chữ nó đây, lưỡi nó đây nha. Rồi đây, mặt sau của nó đẹp lung linh luôn nè. Thật ra những con đề 3 cái mặt sau của nó mọi người,
nếu mà con nào xấu á, ba đảm không bao giờ mà mọi người, cho dù mọi người đánh bóng, mọi người làm cách nào nó cũng rổ xấu lắm. Cho nên những con mà nó đẹp á, là một phần á, là bản thân của những con này nó không có rỉ rổ gì nhiều mặt sau á. Tại vì mặt sau của đại ba nó rất là khó chà. Mọi người chà má, chà tay gì cũng khó lắm nha. Và làm nó cực lắm. Đây, chữ nó đây khá đẹp ha. Lưỡi là 17, bản rộng 5 và độ dày nó cũng 8 ly. Và mã số 20 này em bán 600 luôn nha. À, vàng lưỡi này em bán giá rẻ nha. Là lưỡi này thì nó là lưỡi không à, nó không có cán ha, nhưng mà nó cũng còn rất là đẹp nha mọi người. Cho mọi người về làm cán vô ha, ai có cán ở nhà. Thì cái lưỡi này bình dân thôi, có 300 mấy nha. Đây, mặt sau của mấy lưỡi này nha. Đây, đây. Và chữ nó đây nha mọi người. Đây. Lưỡi con này là 15, bản rộng 4.8 và độ dày con này nhỏ nhưng có vỏ 8 liên nha. Và mã số 21 để bán 350 nha. Cái lưỡi thông thường á, gia đình sử dụng là rơi vào 15, 16 là nhiều nhất nha mọi người. Mà lớn hơn thì cũng nó hơi bị bất tiện ha. Cho nên mọi người mua gia đình sử dụng thì mấy cái lưỡi này nha. Thì cái lưỡi này vô những cái cán giống như cái cán cái con này của em vô là nó rất là hợp nha mọi người. Đó mọi người nè, nhìn nè, không có khâu, mọi người cầm làm việc gì cũng tiện lắm. Đẹp nữa, không có khâu, nó cũng rẻ nữa, cá cũng rẻ nữa. 80.000 cái. Đây. Rồi mã số 21 này bán 350 nha. Lưỡi này 350, mấy lưỡi này 350 38 mà. Đã số 2. Mã số 2 cũng 350 nha. Lộn, mã số 22 350 luôn. Con này chữ nó đây nha mọi người. Đây. Mặt sau nè. Đó, mặt sau đẹp luôn. Nó chỉ có một cái ám chút xíu nhỏ dưới đây hơn nha, không ảnh hưởng gì nhưng mà chữ nó đẹp luôn nha. Lưỡi cũng đẹp luôn. Lưỡi là 15.5, bản rộng 4.5 và độ dày của nó là 8 ly. Và mã số 22 này cũng 350 ha. Lưỡi 350 luôn. 23. Lưỡi cũng 350 luôn, chữ nó đây. Đó, chữ nè. Cái chữ này giống như giấy trắng nha mọi người. Nhưng mà em không thấy nó ghi dập dập mắt thép cho nên không có nói ha. Ông thượng dập mắt thép em thấy nó dập ở bên này nhiều nè, ở mặt mặt sau nhiều. Mặt cái chỗ thép cứng á, đây. Đó, đẹp luôn. Lưỡi là 15, bản rộng 4.5 và độ dày con này là 7 ly nha. Và mã số 23 này bán 350 luôn nha, 350. 24, 24 thì mấy cái lưỡi này nó to hơn tí xíu, lưỡi mới là 15.5 nha. Đây, chữ nó đây. Đa phần là đều có chữ nhưng mà cán nó không có nha mọi người. Về lô này cán không có nha. Mặt sau nó đây. Lưỡi là 15.5, bản rộng 4.5 và độ dày 8 ly, mã số 24 308. 25 chữ nó đây, lưỡi nó đây. À, sao? Lưỡi là cũng là 15.5, bản rộng 4.7 và độ dày là 8 ly luôn nha. Và số 25 308 luôn nha. 26 26 thì một đống chữ luôn. Lưỡi này một đống chữ luôn. Lưỡi đây. Mấy con này mặt sao đẹp. Lưỡi là 15.5, bản rộng 4.5 và độ dày con này thì 7 ly. Con này dày có 7 ly thôi, nhưng mà bù lại đẹp ha. Đó, nguyên dọc chữ luôn nè. Có ai nhận ra hãng gì không? Nhận ra thì cầm mọi người bình luận ở dưới bình luận kênh giúp em ha. 308 ha. Mình trao đổi thêm. 26 308 luôn. 27 27 27 đây, một cái lưỡi cũng rất là đẹp luôn nha. Chữ nó đây nha. Lưỡi này khá đẹp nè. Đó. Lưỡi là 15.5, bản rộng 4.7 và độ dày nó cũng là 7 ly, mã số 27 308 luôn ha. 308 luôn. Đây, em ghi nhầm một cái mã ở đây nha. Em ghi nhầm một cái mã, đây là mã số 27. Hai cái mã số 27 nhưng mà lấy em để là cái lưỡi này để em sau cùng nha. Đây em để sau cùng nha. Tới 28. 28 là một bộ cán nè. Cái cán này em đã nói mọi người là vô cái cán của đề ba nó rất là hợp nè. Mọi người nhìn đó, để vô như vậy nè. Đó. Thì nó có hai loại, em một cái một mung với lại một cái cẩm ở đây nó là như vậy nha. Mọi người nhìn nè, rất là hợp ha. Để em lấy cái dĩa này ra. Ừ. Để em ốm như vậy á, thì mọi người sẽ dễ thấy hơn. Này, đó, mọi người nhìn nè, đó. Cực kỳ đẹp, hợp cực nha. Thứ nhất là nhà em á, không có máy móc để mà làm vô mấy cái cán này. Còn ai nhà có máy móc á, người ta khoan cái lỗ bự khoan á. Cái phải có máy khoan lớn hoặc là máy khoan ngầm tay mà mạnh mạnh nha mọi người, làm dễ. Rồi cái lưỡi này đây lát em là cái mã sau cùng nha, 27 rồi ha. Rồi số 28 là em bán
bộ ba cái cán này, cán gỗ mun nha, mun này là mun sừng nha mọi người, có sọc rất là đẹp, gồm có ba cái, kích thước của nó là rơi vào khoảng 13 đến 13,5 nha mọi người, nó từ là 13 đến 13,5 nha, có thể là 13, 13,2. Rồi ba cái cán này em bán 240 nha, và nhắc lại này là gỗ mun mun sừng nha, có sọc đẹp nha, 240. 29 này cũng là ba cái cán cũng giống vậy luôn, không có khâu, nhưng mà là gỗ cẩm nè mọi người, gỗ cẩm màu cũng khá đẹp luôn nha. Màu đủ ba loại ba màu luôn, khá đẹp luôn, cũng 240 ha, 29, 240 luôn. 30 thì cái cán này là gỗ cẩm, khâu thì là khâu sừng nha, cái loại này thì có khâu ha, có khâu nha, khâu sừng nha mọi người, gỗ cẩm. Còn bắt giác cũng là kích thước từ 13 đến 13,5 nha, tại vì đa phần em làm chung một kích thước hết ha. Đây mọi người nhìn này nha, có khoác lỗ sẵn cho mọi người, về muốn khoác thêm thì khoác ha. Và nó là khâu sừng nha, cái cán này cái màu khá đẹp nè, nó vân vân khá đẹp luôn, này thì nó ít vân hơn, nó không có sớ đen đen như vậy. Rồi cặp 30 này 250 nha. Cặp 31 này là mun nè, mun sừng nè, mun sọc nè, nhưng mà làm khâu nha mọi người, khâu là khâu sừng nè, đó là nhìn nha. Thì cặp số 31 này là 250 luôn nha. Cái nào có khâu thì em bán cặp 250, còn không khâu thì em bán ba cái là 240 ha. Rồi số 32 đây là một con dao thái mì. Con dao thái mì này là một con dao to nha, và đặc biệt con này thì sử dụng thép giấy xanh nè mọi người. Đây có chữ xanh dưới đây nè mọi người, còn dưới đây là chữ xanh nè đó, còn dưới đây là nó dập một tên hãng, một lèo hay là cái gì nên nó có số 3, để số 3 dưới đây nữa nha. Cái này thì em không có rõ cho lắm, không tra được, nhưng mà cho nên nó dập nè, chữ xanh đây nè, nha nhìn kỹ nha, tại vì nó dập như vậy thì mọi người nhìn nó mới rõ mới thấy ha. Đó mọi người nhìn nha, đó đưa như vậy thì nó sẽ dễ hơn, và lưỡi nó đây nha. Con này thái ngoài nó thái mì, chứ thật ra em nói thiệt chứ thái cái gì cũng cực kỳ ngon luôn á. Cái cán này thì nó hơi to nha, mọi vừa về là có thể mod lại cái cán khác thì cầm nó sẽ thoải mái hơn, nhưng mà cán này em thấy nó cũng làm chất lượng nè, cầm thái cắt cũng dữ. Và cái lưỡi này đem đọc cái thước nha, lưỡi của nó là 22,5 lần nha, bản rộng nó là 8,5 và độ dày của nó là 3 ly nha. Cái này mà về mod hình nakari là em nói thiệt là hơi bị đúng bài luôn á, nhưng mà cắt chừa cái chữ ra đây nha mọi người, cắt chừa cái chữ ở đây đó, ở đây thôi không, nhưng mà em thấy nó đóng nguyên cái dòng chữ dưới đây nhiều, khá nhiều nè. Còn trên đây là tên thép nè, đây là chữ nè, có số 3 nữa nè. Rồi số 32 đã bán 800 nha. Rồi cái mã số 33 này nha, là cái lưỡi đề ba này nha, em xin lỗi nè, là nãy em ghi nhầm á, em ghi hai mã vô chung, một là số 27 ghi chung á, cho nên cái lưỡi đề ba cuối cùng này em bán là 380 luôn nha mọi người. Đây mọi người nhìn nha, chữ nó đây nha, còn cái chữ này cũng khá đẹp luôn nha mọi người, lưỡi này cũng khá đẹp luôn á. Mấy cái lưỡi nào mà nó dài hơn mấy lưỡi kia thì em bán 380 nha, còn mấy kia nó ngắn hơn bán 350 nha. Lưỡi này là 15,5, bản rộng 4,7 và độ dày này là 7 ly, và mã số 33 để em bán là 380 luôn nha cho cái lưỡi đề ba này. Rồi em cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em, mọi người nhớ ủng hộ kênh của em bằng cách là like và subscribe kênh giúp em nha. Mọi người chốt hàng hãy nhắn tin qua số điện thoại hoặc Zalo nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.